Có phải khi xịt nước hoa các bạn hay xịt một cái rồi quay vài vòng xong không ngửi được gì hết? Hoặc là xịt trực tiếp tè le lên trên người tới nỗi mọi người đứng cách xa 8 mét cũng muốn chết ngợp vì cái mùi hương của bạn? Để mình mách cho các bạn 4 cách xịt nước hoa vừa tinh tế vừa tinh vi luôn nha. Cách thứ nhất là xịt vào nội y. Xịt một chút là được rồi. Cách này rất là tinh vi nha. Người khác khi tới gần nói chuyện với bạn sẽ ngửi thấy một mùi hương tỏa ra nhẹ nhẹ từ cơ thể của bạn, còn mang theo một chút hơi ấm của cơ thể bạn nữa. Hương hoa cỏ kết hợp với lại hương trái cây rất là thích hợp với mùa này đó nha. Cách thứ hai cũng là cách mà mình hay dùng nhất. Đó là mình sẽ dùng nước hoa và xịt lên lượt, sau đó chờ 5 giây rồi dùng lượt chải tóc. Vậy thì chỉ cần hất tóc một cái là tóc sẽ tỏa ra mùi hương thoang thoảng đó nha. Cách thứ ba, đây chính là cách để giúp các bạn giữ mùi hương lâu hơn. Các bạn hãy bôi sữa dưỡng thể vào phần mắt cá chân và bên trong đầu gối. Sau đó mình sẽ xịt nước hoa lên. Hai vị trí này rất là ít tiết mồ hôi nên sẽ giữ được mùi hương lâu hơn. Hơn nữa thì sữa dưỡng thể sẽ giúp cho các bạn khóa chặt mùi hương ở trên cơ thể của mình. Cách này sẽ giúp mùi hương bám lại cả ngày dài luôn đó. Cách thứ tư phải nói là tâm cơ rất là sâu sắc luôn đó nha. Khi đi ra đường thì mình hay mang mấy cái túi xách nhỏ như vậy nè. Các bạn lấy một tờ khăn giấy xịt một chút nước hoa, sau đó gấp lại và bỏ vào trong túi xách. Mỗi lần các bạn lấy đồ từ trong túi ra như điện thoại nè, son nè, gương nè thì sẽ có một hương thơm nhẹ nhẹ tỏa ra. Những người xung quanh sẽ cảm thấy là trời, bạn thơm từ đầu đến chân cho tới quần áo túi xách đều thơm hết. Thử ngay 4 cách này rồi comment cho Yên biết là có hiệu quả không nha. Cách dặm lại phấn khi da đã đổ dầu quá nhiều. Các bạn đừng có nhìn mặt mình như vậy mà ngạc nhiên nha. Những ai mà có làn da dầu chắc chắn sẽ hiểu cảm giác của mình bây giờ. Chỉ cần 2 đến 3 tiếng đồng hồ thôi thì cả cái khuôn mặt nó sẽ bóng dầu như thế này. Và đặc biệt là nếu như bây giờ mình mà dùng phấn dặm lên thì chắc chắn là sẽ làm cho lớp nền của mình nó bị trượt ra và nhiều khi nó sẽ bị móc lên hoặc là nó bị trôi hết lớp nền luôn. Rất là khó để dặm phấn lại. Vậy thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cách để mà dặm lại phấn lên, lớp nền của mình nó sẽ khô ráo hơn nhưng mà vẫn giữ được lớp nền rất là đẹp nha. Đầu tiên thì mình sẽ cần dùng giấy thấm dầu hoặc là phim thấm dầu đều được, tùy các bạn. Các bạn lưu ý là khi sử dụng giấy thấm dầu thì không có chén chay mà mình chỉ ấn nhẹ để thấm hút cái phần dầu thừa đi. Mình sẽ ấn thật là nhẹ nhàng để lấy cái lượng dầu thừa ra thôi nha mọi người. Chưa hết khuôn mặt mà tờ giấy thấm dầu đã muốn hết rồi. Sau khi mình đã dùng 2 tờ giấy thấm dầu để thấm sạch hết dầu ở trên da ra thì các bạn thấy là bây giờ nó đã lì hẳn xuống và nó không còn độ bóng dầu nữa. Tuy nhiên thì mình cũng nên dặm thêm phấn lại. Để sao? Để giữ cho cái lớp nền makeup của mình nó được đẹp hơn và mịn hơn cũng như là sẽ lâu tiết dầu hơn. Thì bây giờ mình chỉ cần nhẹ nhàng lấy phấn và dặm lên trên da thôi. Nhưng mà lưu ý là mình sẽ dặm thật là nhẹ tay để tránh làm hỏng lớp nền nha. Các bạn có thể sử dụng phấn nén hoặc là phấn bột đều được, tùy vào cái sở thích của các bạn. Sau khi mình đã phủ lại một lớp phấn lên thì các bạn nhìn nè, bên đây nhìn nó khô hơn là bên đây vẫn còn một chút xíu hơi bóng bóng của những cái dầu thừa còn lại mà cái giấy thấm dầu của mình không hút hết được. Làm như vậy thì chắc chắn lớp nền của bạn sẽ rất là mịn, rất là lì nhưng mà vẫn không làm chảy chóc lớp nền của bạn nhé. Phần cổ xuất hiện những nếp nhăn có nghĩa là tế bào da của bạn đã bắt đầu bị lão hóa. Mô liên kết dưới da dần dần bị mất độ đàn hồi và linh hoạt. Vậy thì phải xử lý như thế nào đây? Chúng ta có thể dùng kem dưỡng ẩm hoặc là sữa dưỡng thể trộn với kem Tretinoin 0.025% với tỷ lệ 1:1. Sau đó sẽ thoa lên cổ mỗi tối trước khi ngủ. Nhớ là phải massage thật là đều vài phút để giúp cho kem nó thẩm thấu tốt hơn nha. Tóc bạn có 70% được tạo thành từ chất keratin và chất methionine. Để hình thành nên chất keratin thì cơ thể không thể tự tổng hợp được mà phải thu nạp từ bên ngoài thông qua đường ăn uống. Bạn nên ăn nhiều thịt, cá, trứng, đậu hũ và các thực phẩm được làm từ đậu. Ngoài ra, để kích thích mọc tóc và chống rụng tóc thì không thể thiếu collagen 17. Những thức ăn giàu vitamin C và chất sắt thì rất có lợi cho việc hình thành collagen đó nha.